Ngày 22 tháng 8, Đức Maria Nữ Vương. Vào năm 1954, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã thiết lập ngày lễ này. Nhưng tư cách nữ vương của Đức Maria có nguồn gốc trong phúc âm. Vào lúc truyền tin, sứ thần Gabriel thông báo rằng con của Đức Maria sẽ nối ngôi David và cai trị đến muôn đời. Trong cuộc thăm viếng, bà Elizabeth gọi Đức Maria là mẹ của Chúa tôi. Cũng như trong tất cả mầu nhiệm cuộc đời của Đức Maria, Ngài rất gần gũi với Đức Giêsu, do đó Ngài được chia sẻ vương quyền của Đức Giêsu. Chúng ta cũng có thể nhớ lại rằng, trong Cựu Ước, người mẹ của vua rất có thế lực trong triều đình. Vào thế kỷ thứ tư, Thánh Ephraim gọi Đức Maria là Hoàng hậu, và sau đó các giáo phụ cũng như các tiến sĩ hội thánh tiếp tục dùng danh xưng này. Các thánh thi từ thế kỷ thứ 11 cho đến thế kỷ thứ 13 đề cập đến Đức Maria như một Hoàng hậu. Kính mừng Hoàng hậu Thánh Thiện, kính mừng Hoàng hậu Thiên Đàng. Chẳng hạt dòng Đa Minh và dòng Phanxicô cũng như biết bao lời cầu khẩn Đức Maria trong kinh nguyện đều mừng kính tư cách nữ vương của Ngài. Ngày lễ này rất thích hợp để theo sau lễ Đức Mẹ Thăng Thiên và bây giờ được cử mừng vào ngày thứ 8 sau ngày lễ nói trên. Trong thông điệp Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Pio thứ 12 nói rằng Đức Maria xứng với danh hiệu này vì Ngài là Mẹ Thiên Chúa, vì Ngài cộng tác chặt chẽ trong công trình cứu chuộc của Đức Giêsu như một Eva mới, vì sự tuyệt hảo trội vượt của Ngài và vì sự can thiệp quyền thế của Đức Mẹ Maria. Lời bàn. Như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Roma, tự thuở đời đời Thiên Chúa đã tiền định cho con người được chia sẻ hình ảnh của con Thiên Chúa. Hơn thế nữa, Đức Maria được tiền định làm mẹ của Đức Giêsu. Như Đức Giêsu là vua của muôn tạo vật, thì Đức Maria là hoàng hậu nhờ vào Đức Giêsu. Tất cả mọi xưng tụng tư cách nữ vương này đều xuất phát từ ý định đời đời của Thiên Chúa. Như Đức Giêsu hành xử vương quyền của người trên mặt đất bằng cách phục vụ Chúa Cha và loài người, thì Đức Maria cũng hành xử quyền nữ vương của Ngài. Như Đức Giêsu vinh hiển vẫn ở với chúng ta như một vị vua cho đến tận thế, thì Đức Maria cũng vậy, Ngài là người đã được đưa lên trời và được ban thưởng triều thiên hoàng hậu của thiên đàng và trần thế. Lời trích: tất cả mọi Kitô hữu hãy tha thiết khẩn nguyện Mẹ Thiên Chúa cũng là mẹ loài người. Hãy nài xin Ngài là đứng trợ giúp giáo hội sơ khai bằng lời khẩn nguyện và được tôn vinh trên trời, trên tất cả thần thánh, để Ngài có thể cầu bầu cùng con Ngài trong sự hiệp thông với toàn thể các thánh. Cầu mong sao Ngài vẫn tiếp tục công việc ấy cho mọi dân tộc của gia đình nhân loại. Dù họ được vinh dự mang danh Kitô hữu hay chưa biết đến đấng cứu thế, đều được hân hoan cùng nhau quy tụ trong an bình và hòa thuận hợp thành một dân Chúa, vì vinh hiển của ba ngôi cực thánh và không phân chia.